Xin kính chào quý vị. Bên cạnh tôi đang là mẫu Ford Explorer hoàn toàn mới vừa được ra mắt tại Việt Nam. Sở dĩ chúng ta sử dụng cụm từ hoàn toàn mới bởi vì trên mẫu Explorer này đã có những sự nâng cấp toàn diện về thiết kế, nội thất, ngoại thất, nâng cấp về động cơ và những trang bị công nghệ thông minh. Ngay bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng đi một vòng xung quanh chiếc xe này để cùng xem đâu là những điểm thay đổi đáng chú ý và đâu là những chi tiết khác biệt so với thế hệ cũ. Đầu tiên sẽ là về ngoại thất nhé. Tổng thể ngoại thất của Ford Explorer hoàn toàn mới toát lên sự sang trọng, thanh lịch nhưng vẫn ấn tượng. Các điểm nhấn trong thiết kế giúp chiếc xe vẫn giữ được chất khỏe khoắn vốn có nhưng được trau chuốt với nhiều điểm cải tiến tinh tế. Dù sở hữu lưới tản nhiệt cỡ lớn với tạo hình ấn tượng, tổng thể phần đầu xe vẫn rất hài hòa khi được thiết kế bo tròn cùng hốc gió rộng. Cụm đèn pha và đèn chiếu hậu được thiết kế thon gọn, đem lại cho chiếc xe cảm giác thể thao và vẻ ngoài phóng khoáng. Bộ mâm đúc 20 inch đa chấu bằng hợp kim nhôm đi kèm bộ lốp Michelin tự vá tạo nên sự bề thế, thu hút ánh nhìn cho chiếc xe từ phía bên hông. Với chiều dài cơ sở tăng từ 2.866 lên 3.025mm, rõ ràng độ thoải mái và rộng rãi của Explorer là điều không cần phải bàn cãi. Khung gầm unibody hoàn toàn mới kết hợp với cách bố trí động cơ theo chiều dọc không chỉ giúp xe nhẹ hơn 90kg so với thế hệ tiền nhiệm mà còn cải thiện sự linh hoạt cũng như khả năng vận hành cho chiếc SUV thế hệ mới này. Bên cạnh việc thay đổi ngoại thất bắt mắt hơn, thì một điểm thay đổi đáng chú ý nằm ở trong khoang nội thất của chiếc xe này khi mà đã được nâng cấp toàn diện về những trang bị công nghệ thông minh và tiện nghi. Ngay bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng vào không gian bên trong của chiếc xe này. Ở phần nội thất, Ford Explorer hoàn toàn mới đã được nâng cấp với các vật liệu cao cấp như da, ốp gỗ, chrome xước mờ. Điều này khiến cho không gian bên trong xe trở nên sang trọng hơn. Trên Ford Explorer hoàn toàn mới, màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch được tích hợp Scene 3 là một trang bị quan trọng giúp chia sẻ thông tin với cụm đồng hồ kỹ thuật số 6,5 inch sau vô lăng. Ngoài ra, hai màn hình giải trí 8 inch cho hàng ghế sau cũng hỗ trợ xem nội dung độc lập. Khoảng không gian để chân được tối ưu cùng chiều dài cơ sở tăng lên 6 inch, tương đương 15,24cm, giúp hàng ghế thứ 2, thứ 3 rộng rãi hơn. Thiết kế 35-30-35 đối với hàng ghế 2 cũng hỗ trợ chủ xe gấp lại linh hoạt và sắp xếp các vật dụng dài như bộ gậy golf cho những chuyến giao lưu cuối tuần. Ford Explorer hoàn toàn mới được tăng cường vật liệu cách âm giữa khoang động cơ và khoang hành khách. Kính chắn gió và hai kính cửa trước sử dụng vật liệu cao cấp có khả năng cách âm, chống tia tử ngoại. Kính hàng 2-3 và kính sau chống nhìn xuyên thấu mang lại sự riêng tư cho hành khách. Đặc biệt, hàng ghế 2 còn được tích hợp sẵn rèm chắn nắng trên cánh cửa và bệ tì tựa tay ở giữa có thể đựng đồ. Xe sở hữu cửa sổ trời toàn cảnh cỡ lớn, mang đến sự thoáng đãng, tăng cường ánh sáng cho không gian nội thất vốn đã rất rộng rãi, giúp những hành khách trên xe có thể thực sự hòa mình vào thiên nhiên. Ngoài ra, Ford Explorer mới còn được trang bị nhiều tiện nghi hiện đại như phanh tay điện tử, hệ thống âm thanh cao cấp 12 loa B&O, sạc không dây và sạc Type-C, điều hòa 3 vùng khí hậu tích hợp màng lọc không khí cao cấp, tính năng đề nổ từ xa. Vâng thưa quý vị, đáp lại sự mong đợi của người dùng về việc tăng cường khả năng vận hành, Ford Explorer hoàn toàn mới đã có những sự cải tiến về hộp số, động cơ, bổ sung các công nghệ hỗ trợ người lái. Và bây giờ hãy cùng tôi chạy thử một vòng nhé. Đầu tiên là với việc nâng cấp từ hộp số tự động 6 cấp lên thành 10 cấp, Ford Explorer hoàn toàn mới rõ ràng đem lại chuyển động êm ái hơn và cùng với đó là khả năng tối ưu nhiên liệu. Hộp số mới kết hợp cùng động cơ EcoBoost 4 xi lanh tăng áp 2.3 lít tiêu chuẩn trên mẫu Explorer Limited mang đến công suất 301 mã lực và mô men xoắn cực đại 431,5 Nm sẽ nâng cao sự linh hoạt và tăng cường khả năng vận hành của Ford Explorer. Khác với phiên bản trước, chiếc xe mới này còn sở hữu động cơ đặt dọc thiên về lực đẩy, đi kèm với hệ chuyển động 4 bánh toàn thời gian thông minh. Điều này giúp chủ xe tự tin và thoải mái trong bất cứ hành trình nào. Không dừng lại ở đó, để giúp chủ xe chinh phục mọi cung đường một cách an toàn và hiệu quả, hệ thống kiểm soát địa hình TMS trên Ford Explorer mới đã được nâng cấp từ 4 lên đến 7 chế độ địa hình riêng biệt, bao gồm bình thường Normal, tiết kiệm Eco, thể thao Sport, kéo remote Town Hall, đường lầy Trail, đường trơn trượt Slippery và đường tuyết và cát lún Deep Snow and Sand.
Đặc biệt, tất cả các chế độ lái này sẽ được hiển thị bằng đồ họa 3D trực quan ở ngay màn hình kỹ thuật phía sau vô lăng. Về trang bị an toàn, Ford Explorer hoàn toàn mới đã được trang bị bộ công nghệ hỗ trợ người lái Co-Pilot 360 với các tính năng hiện đại như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng Adaptive Cruise Control, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn đường, đèn pha tự động, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang, cảnh báo va chạm và hỗ trợ phanh tự động khẩn cấp, tính năng hỗ trợ lái tránh va chạm, sử dụng cảm biến radar và siêu âm để phát hiện vật thể trên đường, camera 360 độ, camera chiếu hậu tích hợp chức năng làm sạch, 8 túi khí. Tính đến năm 2020, có tới 8 triệu chiếc xe được bán ra trên toàn cầu. Và với danh hiệu là mẫu SUV bán chạy nhất mọi thời đại tại thị trường Mỹ, tôi hoàn toàn tin rằng Ford Explorer hoàn toàn mới sẽ tự tin tiếp nối thành công của sản phẩm tiền nhiệm, khẳng định vị thế của Ford trong phân khúc xe SUV cỡ lớn hạng sang tại thị trường Việt Nam.